Một công cụ giúp bạn thiết kế banner quảng cáo trên online. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này, Tân sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn một công cụ giúp cho các bạn có thể bổ sung vào những cái nền tảng giúp bạn thiết kế được banner trên online một cách thuận tiện và dễ dàng. Nếu video clip thấy hay, đừng quên bấm like video cũng như bấm subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Tân nha. Ok, bây giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái việc sử dụng cái công cụ này như thế nào và ban đầu là tạo tài khoản với đó là sao. Đó chính là CreateCopy. Bạn truy cập vào đường link createcopy.com và sau đó các bạn hãy bấm vào Start Free Trial. Và chúng ta sẽ tiến hành đi tạo tài khoản. Rồi, bạn có thể là tạo với là Facebook, tạo với Google hoặc là tạo một cách truyền thống với địa chỉ email. Thì ở đây Tân sẽ tạo một cách truyền thống đi. Ok, first name Tân, last name Nguyễn, password như tất cả mọi lần Tân đều dặn đi dặn lại rất nhiều lần là gồm ký tự hoa, ký tự thường, ký tự số và ký tự đặc biệt, và trên 8 ký tự trở lên thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho tài khoản các bạn. Sau đó bấm continue. Lưu lại. Rồi, bạn check cái email bạn sẽ được gửi về 6 số xác minh. Bạn sẽ điền 6 số đó vào 180 784. Rồi, nó đã xác minh xong rất là nhanh các bạn. Rồi sau đó nó sẽ đi tới cái phần mà bạn sẽ thiết lập tạo cái tài khoản. Cái này là cái bước dẫn dụ nha các bạn, lưu ý nha. Đừng điền thông tin vô nha, điền thông tin vô nó chặt tiền đấy. Cái bước dẫn dụ bạn có thể thanh toán qua là thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế của Master hoặc là Visa, hoặc là thanh toán bằng PayPal. Bạn có thể kết nối với PayPal để thanh toán ha. Thì ở đây chúng ta rất quen thuộc với những cái thông tin này ha. Thì số thẻ nè, minh GA nè, CVV ba số cuối phía sau nè. Rồi sau đó đánh cái thông tin nhận biêu thanh toán ở đây và bấm Start Free Trial. Thì sau cái khoảng thời gian mà nó cho miễn phí á, thì nó sẽ bắt đầu tính phí cho bạn và tự động chặt tiền vào thẻ của bạn. Thì ở đây nó sẽ tính theo năm, còn theo tháng là 45 đô một tháng, còn tính theo năm là 36 đô một tháng, thì nó sẽ nhân lên được thôi. Nó có ba hai gói chính thức cho chúng ta là Real và Automate. Real Automate, và ở đây Tân chỉ sử dụng web free mà thôi. À, Tân chỉ sử dụng web free thôi, có miễn phí là chúng ta sử dụng miễn phí, không cần thanh toán. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Rồi, sau khi mà các bạn xong cái phần mà đăng ký thông tin, bạn sẽ đi vào trong cái phần mà dashboard là trang điều khiển chính. Thì những cái gì có cái hình vuông miệng như thế này là những cái bản pro chúng ta không được sử dụng ha. Chúng ta sẽ sử dụng bản những bản miễn phí thôi. Đây, những bản miễn phí là free đó. Còn những cái bản nào liên quan tới cái pro đó thì các bạn không làm được. Và ở đây bạn có thể bấm create để tạo custom size. Cái này không có cái dấu vuông miệng là bạn có thể tạo miễn phí được nè. Còn mấy cái này thì không à, còn cái dưới này cũng miễn phí được nè. Đó, bạn thích tạo theo cái thể loại nào, cái kích thước nào, ví dụ square hình vuông này bạn tạo đây, hoặc là cái hình hình chữ nhật dọc này tạo đây đó, thì bấm vào thôi thì nó sẽ ra cái khung hình và nó sẽ ra những cái liên quan. Bạn thấy cái nào không có vuông miệng á, thì tạo được, bấm vào nó cũng khá giống là Canva ha. Rồi ở đây cũng vậy thôi, bấm vào sửa thôi. Đó nè, trong đây có test nè, màu sắc layer rồi gắn đường link theo video rồi copy style rồi nhân bản lên đó, đầy đủ những tính năng căn bản đều có hết ở đây. Và đây là bật mở nè, bật mở cái hiển thị ví dụ logo logo review đúng không, tắt thì nó mất đi, bật thì nó lên hình tam giác đó, thì đó vậy. Rồi bút tông cái nút link more nè đó, tắt thì nó mất đi, bật thì mở ra đó, như vậy thôi. Đó là những cái layer.
Còn cái này là slide, cái này có một slide duy nhất, còn cái hình nào có nhiều slide thì nó sẽ cộng 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 với đây các bạn. Rồi bên đây là những cái menu khác. Ở trên đây là cái tên, bạn có thể đặt cái tên test demo tùy thuộc ha. Rồi test là chữ, nó khá giống Canva ha các bạn. Rồi element nè, là những cái thành phần bổ sung, bạn thích bỏ vô gì đó bạn bỏ. Đó, đầy đủ luôn, hình mũi tên. Đó, bạn thích bỏ vô gì bỏ. Rồi, upload là bạn up từ máy tính bạn lên nè. Rồi bút tông là cái nút ở đây khá là đẹp ha, những cái nút ở đây khá là đẹp. Rồi background là cái màu. Rồi animation là cách nó chuyển động. Đó, bạn có thể coi cách chuyển động như thế nào. Đó, cách chuyển động ra như thế này. Đó, đây là cách chuyển động drop là rớt xuống. Đó, như thế này. Đó, thì bạn có thể lựa chọn sao cho nó phù hợp. Rồi rekit. Rồi fit. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn bấm lưu về hết. Download DBG là miễn phí. Đào về. Rồi, nó đào cũng hơi lâu một xíu. Rồi, xong rồi. Rồi, à, mở lên kiểm tra nha. Đó, cái hình này đó. Ok chưa? Rồi, có một cái hình ảnh banner quảng cáo chuyên nghiệp, không cần biết về Photoshop, chỉ cần kéo chỉnh sửa xả thả cái kiểu thôi, giống như Canva thôi. Ok chưa các bạn ha. Rồi thì trên đây Tân vừa giới thiệu cho các bạn về cái công cụ là Creatopy, cách tạo tài khoản và hướng dẫn bên trong các thành phần của nó để bạn có thể là tự hình dung và tự sáng tạo theo cái cách mà bạn mong muốn. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like video và subscribe, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video hướng dẫn khác của Tân và các công cụ hỗ trợ marketing online để giúp cho công việc bạn trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Cùng với đó, bạn có bất kỳ cái cảm nhận nào về công cụ Creatopy này, bạn vẫn có thể comment bên dưới video để Tân được biết, hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các cái nền tảng thiết kế hình ảnh, thiết kế banner, bạn vẫn có thể comment bên dưới, Tân sẽ tổng hợp những ý kiến được nhiều người quan tâm nhất và xây dựng những chuỗi video liên quan để hỗ trợ đến với các bạn, nhằm giúp các bạn có thể là sử dụng một cách thành thạo, hiệu quả, cũng như là mang tới những cái giá trị thiết thực dành cho việc làm marketing của các bạn. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.